Xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Chiết Lưu Tuổi Già. Những kinh nghiệm sống, bài học thành công hay là những cái triết lý cuộc sống hàng ngày sẽ được đăng tải trên kênh Chiết Lưu Tuổi Già hàng ngày. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Chiết Lưu Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy đến với những nội dung trong video này. Phần thứ nhất trong video này: về già bớt khổ nếu biết sớm 7 bài học sau đây. Và phần thứ hai trong video này: về già khi ốm đau bệnh tật chỉ biết trông cậy vào 3 người này. Ngay sau đây, kính mời quý cô bác anh chị đến với lại nội dung đầu tiên. Chisa Da, một phụ nữ trung niên, đã chia sẻ về những định hướng trong công việc mà cô đã đúc kết được sau 23 năm cống hiến tại nhiều tập đoàn và công ty ở Mỹ. Có nhiều giai đoạn cô bối rối trong việc định hướng và cảm thấy mờ mịt về lựa chọn cho con đường phía trước. Đây là điều mà những người trẻ đã từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Tình cờ thì cô biết đến khóa học hướng nghiệp nghề thay đổi nghề nghiệp trong 8 tuần. Cô đã đăng ký tham gia và nhận được nhiều giá trị quý báu. Cô đã ước mình đã biết đến khóa học này sớm hơn. Tìm người chứ không phải là việc làm. Xây dựng mạng lưới quan hệ sẽ hữu ích hơn rất là nhiều so với việc chỉ lướt qua các cái mô tả công việc. Bạn nên trao đổi với mọi người về công việc hiện tại của mình, bao gồm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũ, giáo viên và các mối quan hệ khác trên LinkedIn. Những cái cuộc trò chuyện này sẽ mang lại cho bạn nhiều lời khuyên hữu ích và chân thành. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi một cách chân thành. Chisadra đã gặp một nhà thiết kế của McDonald's thông qua một ông chủ cũ và một bác sĩ của chỉnh hình của cô ấy. Sau buổi nói chuyện, cô ấy đã có cơ hội hợp tác với một tạp chí hàng đầu thời trang. Bình tĩnh và đánh giá xem bạn đang ở đâu. Chisadra bắt đầu khóa học bằng cách làm một bài kiểm tra nhằm xác định xem bản thân đang ở giai đoạn nào. Bài đánh giá có rất nhiều phần, mất một chút thời gian nhưng khá hữu ích. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn mình đang ở đâu. Các danh mục trải dài về mục tiêu công nghiệp, định hướng, đam mê, sở thích sẽ giúp bạn biết được tiếp mình sẽ phải làm gì, cần thay đổi gì, muốn khám phá gì. Đừng cố gắng làm mọi việc một mình. Chisadas đã cho biết rằng xung quanh cô là cộng đồng những người đang quan tâm đến việc thay đổi nghề nghiệp với mong muốn tạo nên đột phá. Họ có thể không còn tìm thấy cái hứng thú hay là say mê với công việc cũ, hay đơn giản là họ muốn biết thêm nhiều lĩnh vực để phát triển bản thân. Trong khóa học thì Chisadas đã gặp gỡ rất nhiều người thú vị. Cô nhận ra ngay cả một cái lập trình viên nổi tiếng thế giới, nhà văn Hy Lạp hay kiểm toán viên ở Brooklyn đều từng loay hoay trước định hướng nghề nghiệp của mình. Tất cả họ từng bế tắc, chán nản trong công việc và chúng tôi đã chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm làm việc và mạng lưới hỗ trợ nhau, người phụ nữ này hào hứng nói. Ngay cả khi bạn không muốn tham gia một khóa học, vẫn có những cái chuyên gia nghề nghiệp hỗ trợ, podcast, sách và rất nhiều tài nguyên khác mà bạn có thể nghiên cứu. Thứ tư đó là thay đổi nghề nghiệp không diễn ra trong một vài hai ngày. Chúng ta từng đặt câu hỏi mình muốn làm gì khi lớn lên, khi còn nhỏ. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội khám phá câu hỏi đó khi trưởng thành. Quy định thay đổi nghề nghiệp đã cho phép Chisadas dành thời gian khám phá thêm về bản thân, khám phá các lựa chọn của mình và thử nghiệm các kỹ năng khác nhau. Thay đổi nghề nghiệp là một quá trình, đừng vội vàng. Chisadas đã bắt đầu chuyển đổi nghề nghiệp được 8 tháng khi cảm thấy tự tin về những gì mình muốn. Đừng bắt đầu bằng việc cập nhật sơ yếu lý lịch của bạn. Sơ yếu lý lịch là tất cả những gì bạn đã thực hiện trong quá khứ. Nhưng sự thay đổi nghề nghiệp là về những gì bạn mong muốn trong tương lai. Thay vì vội vã cập nhật sơ yếu lý lịch hoặc làm đẹp CV, Chisadas đã cố gắng tin tưởng vào quy trình và tập trung vào việc tìm ra điều mà cô thực sự mong muốn. Cô muốn được là chính bản thân mình. Đó là nhiệm vụ đầu khi mà thay đổi nghề nghiệp. Thứ sáu mà bạn cần lưu ý đó là hãy thử những cái điều mới.
Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Sẽ thực sự khó tìm được công việc ưng ý nếu như bạn chỉ ngồi sau bàn làm việc cả ngày để tìm kiếm thông tin trên các trang mạng trực tuyến. Thay vì không ngừng tìm kiếm thông tin tuyển dụng, Chisadas đã thực hiện cuộc phỏng vấn thông tin với một tác giả, chạy quảng cáo cho một vở nhạc kịch ở trường trung học, làm cộng tác viên truyền thông tại một tiệm bánh địa phương. Cô làm những việc mà trước đây chưa từng làm, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Ngay cả khi tôi không nhất thiết phải làm quan tâm đến những cái lĩnh vực đó, tôi vẫn muốn thử sức. Tôi muốn làm những cái điều mới, nó sẽ giúp ích cho tôi về sau rất là nhiều. Chisadas chia sẻ. Cô còn tham gia nhiều buổi hội thảo, gặp gỡ bạn bè để hiểu về những rủi ro nghề nghiệp. Chisadas đã thực hiện tiếp thị miễn phí cho một dịch vụ chăm sóc thú cưng vào ban ngày, tham gia khoa học marketing, thiết kế ấn phẩm, trải nghiệm đem đến cho cô nguồn năng lượng mới, kiến thức mới. Làm một công việc được trả lương không phải là cách duy nhất để làm việc. Khi bắt đầu quá trình, Chisadas biết mình không thích công việc văn phòng tại nhà nữa. Cô cũng không muốn làm một nơi có một nguồn thu nhập duy nhất chỉ gắn bó với một công việc. Cô muốn trở thành người năng động, biết nhiều thứ, có thể làm nhiều điều. Vì thế cô đã thử sức các công việc khác nhau với mức lương không cao, thậm chí công việc cô không được trả thù lao. Giờ đây tôi được làm nhiều việc, gặp gỡ nhiều người. Tôi là một nhà văn tự do, nhà tư vấn nghề nghiệp, stylist thời trang, chuyên viên truyền thông cho một số doanh nghiệp. Chisadas hạnh phúc cho biết. Ngay bây giờ không phải để chờ lâu thì mời quý cô bác anh chị tiếp tục đến với lại nội dung thứ hai trong video này ạ. Về già khi ốm đau bệnh tật, chỉ biết trông cậy vào ba người này. Thông thường thì về già các mối quan hệ đều tẻ nhạt nhòa dần. Chúng ta chỉ có ba người này là thân thiết nhất. Trên con đường dài đầy những khúc quanh của cuộc đời, chúng ta gặp gỡ vô số người. Mỗi ngã rẽ đều dường như là một sự sắp xếp tỉ mỉ của số phận. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và chúng ta bước vào những cái năm tháng tuổi xế chiều, nằm trên giường bệnh và hồi tưởng về quá khứ, chúng ta mới thực sự nhận ra rằng trong thế giới hỗn loạn và ồn ào này, chỉ có một số ít người thực sự kết nối với trái tim chúng ta và không bao giờ rời bỏ chúng ta. Thực tế trong cuộc đời mỗi người chỉ có ba người như vậy mà thôi. Thứ nhất đó là vợ hoặc là chồng, người bạn có thể dựa vào để cùng nhau vượt qua cơn bão. Vâng, kính thưa quý cô bác anh chị, khi còn trẻ thì chúng ta có thể chọn bạn đời vì đam mê, nhưng khi lớn lên chúng ta dần hiểu rằng bạn đời không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn là chỗ dựa vững chắc trong cuộc sống. Những thăng trầm mà họ cùng nhau trải qua đã gắn kết hai trái tim lại với nhau một cách chặt chẽ. Nằm trên giường bệnh, dù thân xác có thể yếu đuối, nhưng với sự đồng hành và chăm sóc của bạn đời, tâm hồn bạn sẽ được an ủi vô cùng. Giữa những người bạn đời, có thể không còn sự đam mê, lãng mạn của tuổi trẻ, nhưng tình cảm dành cho nhau lại càng sâu đậm. Đối mặt với sự bào mòn của bệnh tật và thời gian, tình cảm sâu sắc này trở nên đặc biệt quý giá, vượt xa ngàn lời thề. Nó không phải cần được trang trí bằng những từ ngữ phức tạp và lộng lẫy, mà chỉ cần một ánh mắt trìu mến và một cái bắt tay thật chặt để truyền tải sức mạnh và sự ấm áp vô tận. Con cái, mối quan tâm và hy vọng gắn liền với máu mủ. Con cái là sự tiếp nối cuộc sống của chúng ta, là mối quan tâm và hy vọng lớn nhất trong những năm tháng về sau. Từ khi họ chào đời, trái tim chúng ta đã gắn bó mật thiết với các con rồi. Chúng ta đã dành nhiều nỗ lực và tình yêu thương để nuôi dạy con cái, và trong quá trình đó, chúng ta trải nghiệm niềm vui và sự hài lòng không thể diễn tả. Khi chúng ta già đi, con cái trưởng thành, trở thành những trụ cột của xã hội, có gia đình và trách nhiệm riêng. Dù vậy, chúng ta vẫn mãi là báu vật trong lòng chúng ta. Nằm trên giường bệnh, được thăm hỏi và chăm sóc bởi các con là niềm mong đợi lớn nhất của chúng ta. Mỗi lời chào hỏi và sự quan tâm của họ đều sưởi ấm trái tim chúng ta như ánh nắng mặt trời. Sự hiện diện của con cái không chỉ là bằng chứng của mối quan hệ huyết thống mà còn phản ánh giá trị cuộc sống của chúng ta.
Ở con cái, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của chính mình và niềm hy vọng cho tương lai. Niềm hy vọng này giúp chúng ta duy trì tình yêu và sự mong đợi vào cuộc sống trong những năm tháng tuổi xế chiều. Bản thân, sự bình yên và chấp nhận nội tâm. Vâng, kính thưa quý cô anh chị đang xem video trên kênh Triết Lý Tuổi Già. Ở cuộc hành trình cuộc đời thì đạt được sự hài hòa nội tâm có thể là bài học quan trọng nhất. Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta có thể trải qua vô số tiếc nuối và mất mát. Tuy nhiên, nằm trên giường bệnh, điều quan trọng nhất hơn cả là học cách chấp nhận những tiếc nuối đó và buông bỏ chúng. Chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân và những khúc mắc trong cuộc sống là lòng tốt lớn nhất đối với chính mình. Khi thực sự đạt được sự bình an nội tâm, chúng ta có thể bình tĩnh đối mặt với đích đến cuối cùng của cuộc đời. Trong quá trình này, chúng ta không còn hối tiếc về những lỗi lầm trong quá khứ hay lo lắng về sự bất định của tương lai, mà chỉ cần lặng lẽ cảm thấy từng khoảnh khắc của hiện tại. Hành trình hòa giải với bản thân thực chất là hành trình khám phá lại nội tâm. Trên hành trình này, chúng ta khám phá sâu sắc về định hình lại các cái giá trị cũng như là cách nhìn nhận về cuộc sống. Chúng ta xem xét lại mọi thứ và những người xung quanh bằng một góc nhìn và thái độ mới, đồng thời điều chỉnh tâm lý của chính mình. Sự bình yên nội tâm này sẽ giúp chúng ta trân trọng hơn những gì trước mắt và hiểu sâu sắc hơn bản chất và ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc đời giống như một cuộc hành trình dài, du hành qua dòng sông thời gian bất tận. Và khi về già, nằm trên giường bệnh, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc rằng trong thế giới phức tạp này, chỉ có 3 người thực sự gắn bó và phụ thuộc vào trái tim của chúng ta: những người bạn đời đồng hành, những đứa con gắn kết huyết thống và chính bản thân mình. Họ là những chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc sống của chúng ta và mối quan tâm, hy vọng sâu sắc nhất trong trái tim của chúng ta. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Triết Lý Tuổi Già trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của quý cô bác anh chị ngay tại video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh Triết Lý Tuổi Già rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý cô bác anh chị ạ.